của anh chị là em sẽ mang đến cho bạn đi phép. Rồi bên cạnh đó thì hiện tại á, em cũng đã thấy được là có rất là nhiều những cái tài khoản lấy cái clip của em để đăng tải nè, rồi chỉnh sửa, thậm chí là kêu gọi để quyên góp đó, thậm chí là kêu gọi để quyên góp. Thì trước tiên á, là em rất là cảm ơn, em cảm ơn tới tất cả những cái tài khoản đó đã lan tỏa đi những cái điều tích cực của em đến cho cộng đồng mạng. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những người á, là rất là tiêu cực, giống như là đăng những cái video đó với mục đích là kêu gọi quyên góp. Thì hôm nay em cũng là xin đính chính lại bản thân của em từ lúc đăng cái video đến bây giờ em chưa bao giờ kêu gọi quyên góp. Em xin đính chính lại như vậy, em chưa bao giờ điều đó. Và mà em vẫn muốn là khi nào á, em có thời gian thì em mới lan tỏa những cái điều tích cực của mọi người, yêu thương của mọi người và trao cho bạn đi phép. Em vẫn mong muốn là mọi người sẽ cảnh tỉnh và sẽ đặt lòng đúng nơi đúng chỗ. Thì thật sự ra là em rất là chân thành cảm ơn mọi người. Em vẫn ráng cố gắng để sắp xếp một ngày gần nhất, nếu như được thì em sẽ trước Tết này em sẽ đem những cái tấm lòng của mọi người để đến bạn đi phép, để có thể có một cái mùa xuân, là có một cái Tết gọi là ấm no cho gia đình. Em cũng xin chân thành cảm ơn mọi người và em muốn chúc mọi người là có một cái Tết thiệt là ấm áp. Em xin chào tất cả mọi người. Thì mấy ngày nay em cũng có đọc được là những cái bình luận của các anh chị về gia cảnh của bạn Y Phép. Hôm qua em cũng đã liên lạc được với Y Phép qua một người em coi vườn tại Đắk Nông. Hiện tại bây giờ là Đắk Nông cũng ít việc lại rồi, cho nên là Y Phép cùng một người bạn nhà về làm ở chỗ rẫy nhà em. Thì qua xác minh á, một người bạn của Y Phép thì em mới biết được á là Y Phép có một người con hơn 1 tuổi và một người vợ á là bị khiếm khuyết bàn tay bẩm sinh, có nghĩa như là vợ của Y Phép bị mất một cái khúc tay này. Đấy, bị mất một khúc tay này. Thì em nhận thông tin này từ đêm qua tới giờ em là suy nghĩ rất là nhiều. Vì công việc của em thì nó cũng hơi bận, nhưng mà suy nghĩ trong đầu nó cứ lấn cấn trong đầu đó, là không biết phải như thế nào. Công việc của em thì ngày 23 tới này em đang sắp xếp để hoàn thành cái việc trưng bày một cái bức tượng gỗ ở cái hội hoa xuân Long Khánh. Vì biết thêm gia đình khó khăn của vợ chồng Y Phép như vậy á, thì em đang thu xếp. Nếu như mà công việc của em xong xuôi thì ngày 23 tháng 12 là buổi đêm em sẽ lên Đắk Nông một chuyến để trực tiếp gặp bạn Y Phép. Rồi sau đó em với lại Y Phép cùng về nhà của Y Phép tại Đắk Lắk để coi hoàn cảnh của bạn Y Phép đó như thế nào. Đồng thời là em sẽ đem, hiện tại bây giờ em cũng có rất là nhiều quần áo đã qua sử dụng, thì em sẽ đem lên trên đó để ủng hộ làng. Thì thật ra bản thân của em thì quá nhỏ bé đi, nên hôm nay là lần đầu tiên mà em chính thức đứng ra quyên góp cho cái trường hợp của bạn Y Phép. Tại vì là mấy ngày nay có rất là nhiều anh chị mạnh thường quân đã gọi điện thoại cho em, mong muốn là gửi đến những phần quà nhỏ bé gì đó để đến gia đình của bạn Y Phép. Thì hôm nay em làm cái clip này, xin các anh chị là xin mọi người cho em cái ý kiến để em sắp xếp cho kịp cái thời gian Y Phép có một cái Tết ấm áp trong năm nay. Thì nếu như mọi người suy nghĩ như thế nào, mọi người cho em cái ý kiến, xong rồi mọi người sẽ bình luận ở dưới cái video này của em và để em thu xếp nha. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Em chào mọi người nha. Hôm nay em làm cái video này, em rất là mong muốn anh chị em, cô chú, bạn bè chia sẻ giúp em cái video này. Tại vì sao? Em đang thấy trên mạng xã hội có rất là nhiều tài khoản mạo danh em để làm gì? Để kêu gọi ủng hộ bạn Y Phép. Mà thật ra những chuyện đó em không có làm. Em chỉ đúng duy nhất một lần là trên live TikTok là em có kêu gọi mọi người để giúp đỡ bạn Y Phép. Tại vì hôm nay là ngày 23 nè, là em đang trên đường đến nhà của bạn Y Phép. Mọi người cảnh tỉnh lại giúp em nha. Có rất là nhiều tài khoản kêu gọi và có rất là nhiều bạn đã bị lợi dụng sự
thương người, cái lòng tốt của một người đã bị lợi dụng. Em nói lại một lần nữa, em đúng duy nhất chỉ xài một cái tài khoản TikTok tên là Thuận Đạt, và trên tài khoản đó em có ghi số tài khoản và tên của em là Đặng Trong Sơn. Mọi người lưu ý, khi mọi người có người ta có lợi dụng cái lòng tốt của mọi người á, thì mọi người chuyển khoản cho người ta thì vẫn hiện lên một cái tên nào đó không phải tên Đặng Trong Sơn. Mọi người phải biết đó là lừa đảo và không đúng sự thật nha. Em rất là nhiều, đây tí xíu nữa rồi em phát like, rồi em sẽ cho mọi người thấy rất là nhiều bạn gửi tin nhắn cho em nói là chết rồi bị lừa rồi, rất là nhiều luôn đó. Cho nên là mọi người thật sự tỉnh táo, đừng có để mà cái lòng tốt của mình bị người khác lợi dụng nha. Em nói tới đây mọi người hiểu và mọi người thông cảm cho em nha. Ổn không? Hả? Ổn mà. Mình chia sẻ với mọi người nha. Câu mà người ta thường hay nói là ở hiền thì gặp lành. Ha. Mọi điều là may mắn nó sẽ đến. Mình thông báo, mình đang nói nhưng mà giống như là trong người mình nó đang rất là hồi hộp và rạo rực luôn á. Mọi người biết gì không? Có nghĩa như là Y-Phép á đã có được chiếc xe rồi. Mà điều bất ngờ hơn nữa là Y-Phép bấm được biển số là hai số đuôi là 99. Đấy. Và hai số kế tiếp cũng là một cặp luôn. Đẹp thôi rồi luôn. Đẹp lắm mọi người ơi. Chiều nay là Y-Phép sẽ nhận xe. Ha, chiều nay là Y-Phép sẽ nhận xe. Khi Y-Phép nhận xe xong rồi là mình sẽ chụp hình lại, mình làm cái video để mình gửi cho mọi người ăn mừng cùng với Y-Phép nha. Đấy. Idol Y-Phép. Idol Y-Phép kìa. Mọi người lên nhiều đi, mọi người xem nhiều tí xíu nó đi rồi em sẽ cho Y-Phép nói chuyện với mọi người. Đây, em là đang ở trên rẫy nha. Dạ, em đang ở trên rẫy. Đang ở trên rẫy nha mọi người. Đây, Y-Phép với lại một người bạn của Y-Phép. Rồi, đang tưới tiêu, tưới cà. Đó, đây, cho xong. Rồi hôm nay là mình cùng hai bạn là đi về Buôn Mê Thuột luôn, về chỗ nhà của Y-Phép. Mọi người lên xem cho nhiều xíu đi. Chẳng không, Y-Phép là hôm nay là sẽ có một chiếc xe mà biển số cực kỳ đẹp luôn, mọi người ơi. Thật ra bây giờ là định danh biển số rồi. Em cũng mong muốn là mình sẽ có được cái biển số nó đẹp đẹp gắn chiếc xe. Mà hình như là em chưa được may mắn, không bằng Y-Phép được. Cười cái gai. Nói gì nữa. Là nói ăn con gà ở đâu đó mặt buồn ra, ì ra đó. Không biết nhà mình còn gà không đó. Không biết nhà còn gà không nữa. Thì bây giờ làm cả tháng nay là 7 triệu ít đổi gì. 7 triệu luôn. 7 triệu thì giờ về mua sữa cho con, mua quần áo cho con, mua đồ Tết cho vợ. Nó nằm tầm khoảng cỡ 3 triệu à. Thấy không?
lấy có 3 triệu thôi. Rồi xong rồi cái mình mua con gà 300 ngàn, được không? Ok không? Dạ. Cũng được mà đúng không? Dạ mà dạ gượng quá ông ơi. Dạ mà dạ gượng quá mọi người ơi. Tiền để mua sữa cho con mà anh đòi ăn gà. Hôm nay em cùng với phép là sẽ đi về buôn làng. Đấy. Cười cái coi kìa mọi người. Sao ông cứ hình sự hoài, ông phải vui vẻ lên, ông phải tươi tắn lên, cuộc đời nó mới nở hoa được. Đấy, mọi người kêu á, anh em này kêu rồi sớm làng những người bạn nhậu hay gì đó vô follow em đi, rồi em lên trên làng của IFF rồi em sẽ cho mọi người biết nhiều hơn về cuộc sống ở trên đó là như nào của bạn. À, đúng không? Hồi hộp đấy, hơi bị hồi hộp đấy. Đây là anh Cường là công an xã, trưởng công an xã của Nam Giang. Đây anh Cường là trưởng công an xã Nam Giang. Còn đây là Y Phép. Đây cho anh quà phép. Đấy. Và anh Cường là trao cái biển số cho, trao cái biển số xe cho Y Phép đây nha mọi người. Đây. Bây giờ nó này. Cầm anh coi. Đó cầm đi. Quá đẹp anh Cường ha. Số vậy thôi chứ em biết cho đời em đựng số giống vậy sáng, không? Sáng Tùng nhắn tin cho em sớm, anh em mình ước cũng không có đâu. Tùng nhắn cho em sớm. Đúng rồi. Đây là nha. Biển số xe quý phép nè, em cầm đi. Em cầm đi nha. Rồi xong quý phép kéo ra từ từ con số kế tiếp nhẹ nhàng cho anh. Nhẹ nhàng thôi. Ê phải từ từ giống số 8 nè mọi người, giống số 8 không? Mọi người thấy giống số 8 không? Bây giờ bỏ. Mọi người thấy giống số 8 không? À chẳng lẽ là ví dụ như là bàn số 8, hàng số 9 hả? Phải không? Chết rồi, 8 rồi. Kéo ra luôn phép. Đồ kéo, chết rồi, số 3 rồi. Nhưng mà này là tài cũ hả? Tiếp luôn. Ê, từ từ nha. Ê, 3399 nha mọi người. Tiếp theo con số nữa coi. Kéo luôn, gặp số 3 là tôi xỉu ngang luôn á. Số 3 rồi. Số 9 rồi. 03399. Em công bố luôn nha mọi người. Bao nhiêu người xem rồi? Hả? À, cho em bao nhiêu người xem rồi? 953 vẫn chưa lên được ngàn. Vậy là mọi người vẫn chưa thương Y Phép hết mình rồi. Dạ. Em công bố với mọi người luôn đây. 48AF 03399.